Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái đôi giày chạy bộ mà rất là được nhiều runner ưa chuộng. Đấy là đôi Nike Zoom Fly 5. Đôi này thì là cũng là đôi giày chạy gọi là quốc dân. Những ai mà chạy bộ thì là đều gần như là đều có cái đôi này từ cái thời đầu tiên là đôi Fly 3, xong là Fly 2, xong Fly 3, Fly 4, xong là đấy là đôi Fly 5. Thì hôm nay bên mình bên Runner chuyên nghiệp giới thiệu một chuyên nghiệp xin được giới thiệu với các bạn đôi giày Fly 5. Thì sẽ mở cái hộp Fly 5 này để các bạn có thể theo dõi. Về cơ bản thì cái hộp Fly 5 cũng là cái dòng mới, nhưng cái hộp của Fly 5 đấy là hộp cắt tông màu màu xám này, thì cũng giống như các cái hộp khác, hộp của đôi Nex 300 hay đôi khác thì gần như là bây giờ thì người ta thường dùng cái hộp này để người ta sử dụng. Trên tay của mình đấy là đôi Nike Zoom Fly 5 các bạn nhé. Thì đây là Nike Zoom Fly 5 màu Ekiden. Màu Ekiden là một trong những cái màu đẹp nhất của đôi Zoom Fly 5. Cái màu cái đế đây để dài. Đôi Zoom Fly 5 tại sao được gọi là đôi giày quốc dân? Bởi vì cái đôi giày này là có cái độ bền rất là tốt. Nếu các bạn mà đi chạy bộ ấy, mới đầu các bạn chạy bộ ấy, thì các bạn dưới 30 tuổi ấy, thì có thể sử dụng cái đôi này để chạy bộ. Đôi này có độ nảy rất là tốt. Và thứ hai là cái độ bền của đôi này rất là cao. Các bạn có thể chạy từ trên khoảng 2-3.000-4.000 km cũng được. Là đôi giày chất lượng để các bạn chạy một năm mà các bạn chạy 2-3.000 thì đôi này có thể là bền hơn cho các bạn một năm các bạn chỉ cần sử dụng mỗi đôi giày này thì là các bạn có thể là chạy trong vòng một năm hoặc là hơn thế nữa. Thì hồi trước thì mình đã dùng qua cái đôi Zoom Fly 4 ấy, thì là mình đã chạy là khoảng gần 3.000 Zoom Fly 4. Sau đấy thì khi mà mình không chạy nữa thì mình để lại cho một người bạn thì người bạn chạy. Tức là khi mà chạy xong thì cái phần ở trên upper ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn rất là đẹp. Còn chỉ có cái đế ấy, chạy 3.000 thôi, cái đế đã mòn, một phần. Đây mình có thể giới thiệu qua với các bạn cái đôi Zoom Fly 5 tại sao mọi người thích cái dòng Zoom Fly 5, Zoom Fly của nó, Zoom Fly 3. Thì về cái đế công nghệ đế thì trong cái đôi Zoom Fly 5 này thì ở phía trong có một lớp carbon giúp cho độ nảy của đôi giày chạy tốt hơn. Công nghệ thì ở phần này thì hãng này ghi là Zoom X, nhưng mà mình cũng cảm thấy cái đôi Zoom Fly 5 là Zoom Fly 4 hay là Zoom Fly 3 thì cũng khá giống nhau về cái đế, vẫn là đế công nghệ Zoom thôi. Và rất là bền, cộng với cái lớp carbon thì giúp cho đôi giày có độ nảy tốt và cái độ bền tốt. Công nghệ Zoom là cái công nghệ rất là bền. Và cái thứ hai là cái lớp đế các bạn có thể thấy là cái lớp đế của đôi Zoom Fly 5 rất là chắc chắn. Và lớp đế này gần như là rất ít khi có lỗi của keo dán hay là cái thứ. Thì đôi Zoom Fly 5 này các bạn có thể chạy được ở trời mưa mà không lo là bị sợ là hư đế hay là bong keo hay là cả thứ. Thì đôi Zoom Fly 5 thì để đánh giá độ bền rất là tốt. Đấy. Và độ nảy rất là tốt. Đôi này chỉ nếu mà so sánh với cái đôi mà những dòng giày đua ấy thì đôi này có độ bền tốt hơn những dòng giày đua rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có một điều nhược điểm của cái đôi này là hơi nặng so với những dòng giày đua. Nên là cái đôi này vừa có thể kết hợp tập luyện và thi đấu cũng ok. Thì vì những cái đôi này thì cũng có những cái tuyển thủ quốc gia những đợt vừa rồi là cũng lấy cái đôi này để chạy cái đi 10
10 km ấy. Mà khi mà các bạn không có những đôi dòng như Nex 2 hay là Nex 130 hay Alpha thì đôi này vẫn có thể là chạy cự ly 10 km, 21 km và 42 km. Thì về cái bản bản Ekiden này thì có một cái đặc điểm ở bản Ekiden này là cái màu xanh rất là đẹp, và ở đây nó có cái phẩy nai này, khi mà các bạn mà chạy trời hơi tối một chút ấy, thì cái phẩy nai nó phát quang rất là đẹp, phát quang rất là đẹp. Đây, thì bây giờ mình sẽ lên chân cho các bạn để các bạn theo dõi. Còn cái lớp dán ở đây ấy, thì đôi là đôi dòng giày đua, nên là khi cái lớp đệm dán của cái đế này luôn luôn là lớp dán chồng lên luôn, nên các bạn không gỡ ra được. Những cái đôi giày tập luyện bình thường khác thì cái lớp dán này thì các bạn gỡ ra được, còn cái dòng giày này là vừa có thể là dòng giày đua, vừa có thể là dòng giày tập luyện hàng ngày. Này mình sẽ lên chân cái đôi này. Đôi này được gọi là đôi form dòng chống chấn thương, nên là form của cái đôi giày Fly 5 này sẽ dài hơn so với các cái dòng bình thường khác một chút. Nên là khi ví dụ mình bản thân mình lấy đi dòng giày size 41, bình thường đi 41, nhưng mà ví dụ đôi này thì mình có thể đi 40.5 là ok. Thì hiện tại cái giá của đôi Fly 5 cũng có cái giá rất tốt, mà chỉ là trên dưới khoảng hơn 2 triệu thôi. Các bạn có thể sử dụng đôi này, nếu như mà các bạn chọn đôi này với một số dòng khác thì mình vẫn nghĩ là ưu tiên nên chọn dòng Fly 5 này để các bạn sử dụng. Đây các bạn có thể nghe được cái tiếng của đôi Fly 5 không như là cái đôi Nex 130 lúc nãy. Nó sẽ có tiếng bộ bộ, sẽ êm, sẽ có tiếng bộ bộ hơn là cái đôi Nex 130 lúc nãy. Chung Fly 5 này có cái vẫn là giống như dòng giày đua, thì có cái hướng là hướng ra trước, gần như là đôi này thì các bạn đi bộ hay là ấy thì sẽ khó khăn hơn là đi đôi rẽ trước và chỉnh hay là các cái dòng giày tập luyện bình thường khác. Đây có cái đôi dốc nên các bạn mà chạy đua ok không? Rất là ok. Cái đôi này thì là khi mà các bạn buộc ấy, thì các bạn có thể được buộc ở phần của đôi này nó thiết kế thêm một cái lỗ nãy nữa để các bạn nó buộc khóa lại cổ chân khi mà các bạn chạy bộ. Nếu các bạn cần thêm các thông tin chi tiết về đôi giày hay là muốn bên mình giới thiệu rõ hơn về cái đôi giày Nike Fly 5 thì các bạn liên hệ với bên mình theo số điện thoại là 0978 8083 88 và chúc các bạn một ngày nghỉ lễ vui vẻ.